Yeon Hyo-sung, nữ phụ phim Celebrity bị đồng nghiệp nói xấu, nỗ lực thoát khỏi miệt thị chân voi. Yeon Hyo-sung từng là thành viên của nhóm nhạc Secret với các bài hit như Magic, Shy Boy. Cô hoạt động với tư cách là trưởng nhóm trước khi tách ra hoạt động solo và gây ấn tượng với hai ca khúc nổi bật là Goodnight Kiss, Find Me. Yeon Hyo-sung là một nghệ sĩ đa tài người Hàn Quốc sinh năm 1989. Cô nàng nổi tiếng là thành viên của nhóm nhạc Secret. Đây cũng là nhóm nhạc nữ nổi tiếng thuộc công ty TS Entertainment. Bên cạnh đó, Hyo-sung vẫn còn lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất. Yeon Hyo-sung được công ty TS Entertainment thông qua cuộc tuyển chọn nghệ sĩ vào năm 2005. Sau đó năm 2007, cô gia nhập nhóm nữ Secret với tư cách là trưởng nhóm cùng với các thành viên Song Ji-eun, Han Sung-hwa và Jung Hana. Vào tháng 4 năm 2010, nhóm Secret đã phát hành album đầu tiên của họ có tên là Secret Time với bài hát chủ đề là Magic gây sốt tại thị trường Hàn Quốc. Sau đó họ tiếp tục phát hành album thứ hai tên là Madonna, Starlight, Moonlight. Secret là nhóm nhạc nữ xây dựng hình ảnh với phong cách quyến rũ dễ thương. Năm 2011, nhóm phát hành bài hát Shy Boy, một bài hát mang phong cách dễ thương giúp nhóm xếp thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng âm nhạc. Với bài hát này, Hyo Seong và nhóm Secret đã giành được 5 chiếc cúp tại lễ trao giải âm nhạc sau khi đã thành công ở thị trường âm nhạc trong nước và tấn công sang thị trường Nhật Bản với việc phát hành album Madonna và bài hát Shy Boy. Trong suốt thời gian hoạt động cùng Secret, cô đã thể hiện khả năng ca hát và nhận được sự đánh giá cao về tiềm năng solo. Năm 2014, cô xác nhận sẽ ra mắt solo và gây ấn tượng với hai ca khúc nổi bật là Goodnight Kiss, Find Me. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty TS Entertainment và các tranh chấp kiện tụng, thì cô đã quyết định rời khỏi Tommy & Partner Entertainment để hoạt động solo. Trong lĩnh vực diễn xuất, Hyo Seong đã tham gia vào một số chương trình truyền hình và web drama. Mặc dù không chuyên nghiệp trong diễn xuất, nhưng nỗ lực và sự thử thách trong lĩnh vực này cũng là một phần trong hành trình sự nghiệp của cô. Cô từng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình có tên là Orion Cinema Network The God Seeing Detective Cheo Jong, được công chiếu vào năm 2014. Sau khi tuyên bố rời khỏi nhóm Secret, Hyo Seong đã ủy quyền cho luật sư đại diện để đệ trình một vụ kiện dân sự chống lại công ty quản lý TS Entertainment vào tháng 9 năm 2017 nhằm xác nhận tính không hợp lệ của hợp đồng độc quyền của cô ký kết với TS Entertainment. Cô đã mất gần 2 năm để tranh chấp các vấn đề liên quan đến hợp đồng giữa cô và công ty quản lý cũ TS. Vụ tranh chấp này đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các chương trình quảng bá của Yeon Hyo Seong trong ngành giải trí và ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của cô. Luật sư giải thích rằng có rất nhiều lý do đằng sau vụ tranh chấp pháp lý giữa Yeon Hyo Seong và TS Entertainment. Trước tiên, có những khoản thanh toán mà Yeon Hyo Seong chưa hề nhận được. TS Entertainment cũng đã chuyển quyền quản lý hợp đồng độc quyền của họ với Yeon Hyo Seong cho một công ty khác mà không có sự chấp thuận của cô. Đây không phải là hành vi vi phạm hợp đồng, mà nó là nguyên nhân gây ra những bất ổn trong việc quảng bá của Yeon Hyo Seong trong các hoạt động âm nhạc. Hyo Seong từng bị đồng nghiệp nói xấu trên một chương trình radio. Theo đó, nữ nghệ sĩ Jang Jung-won đã vô tình cho toàn bộ khán thính giả nghe thấy những lời bàn luận của mình về vẻ ngoài của Hyo Seong. Cụ thể, tường micro đã tắt do lúc này chương trình đang cho phát một bài hát. Jang Jung-won vô tư quay sang trò chuyện với người dẫn chương trình. Tôi nghĩ cô Yeon Hyo Seong đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để sửa nụ cười hở lợi đấy. Nữ nghệ sĩ còn bàn luận thêm về đồng nghiệp khi nói rằng cách đây vài ngày cô có thấy ảnh của Hyo Seong trên mạng xã hội và thấy cô ấy không còn bị hở lợi khi cười nữa. Khi người dẫn chương trình hoài nghi hỏi lại làm thế nào để có thể phẫu thuật cải thiện hở lợi nhỉ, Jang Jung-won khẳng định là có thể và còn giải thích rất chi tiết một số thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ hở lợi. Cô cũng nói rằng nhiều người từng hỏi cô sao không thử đi phẫu thuật để sửa nụ cười hở lợi, nhưng cô đã không làm vậy. Khi được nhân viên nhà đài thông báo rằng micro vẫn đang bật, Jang Jung-won khá sừng sốt và xấu hổ khi trước đó vừa hồn nhiên tám chuyện về đồng nghiệp. Sự việc thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng, hầu hết đều có thái độ chỉ trích cô nàng cáo già khi bàn tán về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của đồng nghiệp với một người khác và cho rằng hẳn là nữ nghệ sĩ họ Jang có ý định muốn dìm hàng Hyo Seong khi khẳng định thành viên Secret đã phẫu thuật, còn mình thì vẫn tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên. Vừa qua, Yeon Hyo Seong cũng là người thủ vai Oh Min Hee trong phim Celebrity, bộ phim đang đứng đầu Netflix Hàn Quốc được sản xuất bởi đạo diễn Kim Chun Gu của Flower of Evil. Celebrity miêu tả đằng sau bộ mặt thật quyến rũ và hào nhoáng của những người nổi tiếng mà Seo Ari gặp, nơi mọi người kiếm tiền chỉ bằng cách trở nên nổi tiếng. Vai Oh Min Hee là bạn thân của Seo Ari từ những ngày còn đi học và là một người có tầm ảnh hưởng đang nổi tiếng. Với sự giúp đỡ của những người nổi tiếng, cô ấy đã trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội mà cô ấy mơ ước trở thành. Oh Min Hee là người dẫn dắt Seo Ari bước vào thế giới của những người nổi tiếng. Với diễn xuất ấn tượng, Yeon Hyo Seong đã để lại nhiều dấu ấn cho người xem, nhưng ít ai biết được rằng cô từng bị chê là chân voi và bụng phệ trước khi quyết tâm giảm cân. Cô cho biết việc giảm cân không chỉ để đẹp mà còn để khỏe mạnh hơn. Khi có đôi chân không thon thả, cô thường phải đi giày rất cao để đẹp hơn khi biểu diễn. Điều này rất ảnh hưởng đến sức khỏe và khó khăn khi thực hiện nhiều vũ đạo phức tạp. Yeon Hyo Seong chia sẻ, cô biết rằng giảm cân đã khó, giảm mỡ thừa vùng bắp đùi và chân càng khó hơn. Nữ phụ Celebrity từng mất nhiều thời gian mới tìm ra các phương pháp giảm cân như ý. Chính nhờ sự nỗ lực này, Yeon Hyo Seong đã có được cơ thể và vóc dáng mà cô mong muốn, mang lại sự tự tin và thành công trong sự nghiệp nghệ sĩ. Trong tương lai, người hâm mộ cũng hy vọng cô nàng sẽ có thêm nhiều tác phẩm ấn tượng trong sự nghiệp của mình.